Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh tên là CT cũng như là kênh Bonsai Mini tên là CT. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 2, thì hôm nay con xin lên và giao lưu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô linh sam hạt gạo. Thì cái lô này con lên với cái giá là 120.000 với 130.000 một cây thôi nha cô chú anh chị. Và cây hiện tại rất là xanh tươi và đẹp ha. Đó. Nói chung là cây ok, nhưng mà cái bộ phơm tàn của nó bị thiếu chỗ này rồi nó không đều. Nói chung là con bán với giá là rẻ luôn, 120.000 một cây. Và tuy như vậy thì cái gốc nó rất là to nha cô chú anh chị. Gốc nè, bự hơn ngón tay cái con nhiều luôn á. Đây, có gốc cả ngón trỏ cái luôn nè. Đó. Do cái bộ chi tàn của nó không có được đều của chú anh chị, cho nên con giao lưu với cái giá đó ha. Và cái giá này con lên đó là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Và phí vận chuyển một em này là khoảng 40.000. Nếu như cô chú anh chị mua hai cây thì nó sẽ rẻ hơn, là khoảng chừng thêm 10 15.000 nữa là phí vận chuyển chừng 50 60 thôi cô chú anh chị, là hai cây ha. Đó, nói chung là giá một cây chỉ có 120.000 thôi. Và con xin giới thiệu cụ thể, cây này là cây đầu tiên, mã số 60, giá là 120k. Mã số 60 giá 120k. Này là con quay dắt tối nha cô chú anh chị. Cái này tối hù. Rồi mã số 60. Đây. Rồi tiếp theo mã số 61. Mã số 611. Và tiếp theo mã số 612. Gốc rất là to nha cô chú anh chị. Đây. Gốc rất là to luôn. Ok, mã số 62 giá cũng 120k luôn. Rồi tiếp theo mã số 63, giá cũng 120.000 luôn. Cây này hai thân rất là to nha cô chú. Đó, mã số 63, giá cũng 120.000. Cây hai thân. Đây. Chi tạng rất là to nha. Đó, mã số 63 giá 120. Tiếp theo mã số 64 giá cũng 120.000 luôn. Gốc nè, rất là to. Cái này cũng như là thanh lý gì đó cô chú anh chị. Về đây cô chú anh chị mình cắt tỉa làm lại cái bộ tàn ha. Đó, giá 64, giá 120.000. Tiếp theo cây mã số 65. Cái này thì cái bộ chi tàn của nó là cũng nói chung là khá tròn ổn. Đó, cây mã số 65 nha cô chú anh chị. Gốc rất là to nha, quên quay cái gốc nữa. Đó, cây này cũng khá là tròn. Đây cái gốc nè cô chú anh chị. Đó, bự hơn con tay cái còn rất nhiều ha. Đó. Rồi cây này là cây mã số 65 giá 120.000. Cây rất là xanh tươi nha, tại vì quay dắt tối cho nên đèn lát nó làm vàng lá nha cô chú anh chị. Đó. Cây mã số 66 giá 130.000. Cây này thì rất là to nha. Dưới bút lông nè. Đó. Đó, cây mã số 66 giá 130.000.
Rồi tiếp theo cây mã số 67, giá cũng 130.000 luôn. Gốc rất là nở ha. Cây tàn bay nó. Cây tàn bay nha cô chú anh chị. Nó 67 giá 130.000. Rồi cô chú anh chị yêu thích cây hồng, ý con xin lỗi, yêu thích cây linh sam hạt gạo nào thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem mà. Cô chú anh chị yêu thích cây nào thì liên hệ con. Và cái giá phí vận chuyển thì con cũng đã báo từ trước rồi ha. Đó, cô chú anh chị yêu thích thì mã số nào thì cứ alo con nha. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video rồi. Rồi con xin mến chào.